Vụ án quầy thịt người gây chấn động Hồng Kông. Hồng Kông vào khoảng những 20 năm trước vốn nổi tiếng là một vùng đất vô cùng an toàn và yên bình. Thậm chí người ta còn cho rằng vùng đất này có đời sống tốt hơn nhiều lần Trung Quốc đại lục. Mọi thứ đều trôi qua êm đềm cho đến một ngày, nơi đây phải chứng kiến một vụ án vô cùng thảm khốc. Nó khủng khiếp đến mức khiến cho người dân cả Hồng Kông phải lo sợ. Họ lo sợ không phải vì tính mạng của họ bị đe dọa. Thứ mà họ lo sợ chính là liệu mình có vô tình ăn phải thịt của đồng loại hay không? Tại sao lại như thế? Đó là bởi vì một người phụ nữ đã bị phân xác. Các phần thi thể của người này sau đó đã bị tên hung thủ tàn ác mang đi phân giải khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện trên cả những quầy thịt lợn với mục đích biến nó trở thành đồ ăn. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự kinh tởm của vụ án này. Rốt cuộc tên hung thủ là ai? Tại sao hắn lại ra tay một cách tàn độc như vậy? Liệu các cơ quan chức năng có thể phá giải vụ án này hay không? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng Xuân Huyền Bí đi vào chi tiết vụ án quầy thịt người gây chấn động Hồng Kông ngay bây giờ nhé. Vương Gia Mai, sinh năm 1991, sinh sống cùng mẹ và em gái tại Hồ Nam Trung Quốc. Năm 2004, mẹ cô quen biết với một công dân Hồng Kông và tái hôn. Mẹ cô và em gái chuyển đến Hồng Kông năm cô 7 tuổi, trong khi cô ở lại Trung Quốc và hoàn thành việc học tại một ngôi trường nội trú thuộc tỉnh Đông Quan. Cho đến năm 13 tuổi, cô mới đoàn tụ với mẹ và em gái và sinh sống ở một tòa nhà Ký Hòa, làng Thái Hòa, Đại Bộ. Chuyển đến một vùng đất mới, Vương Gia Mai chẳng những không xa lạ mà cô còn có nhiều thành tích trong học tập, xuất sắc đạt học bổng và tham gia nhiều hoạt động của trường. Ngỡ rằng cô gái ấy sẽ có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc, thế nhưng mọi thứ đều tan vỡ khi bi kịch ập đến, khiến Vương Gia Mai bị tàn sát một cách dã man. Thi thể của cô bị phân ra làm nhiều mảnh, một số phần bị vứt xuống ống dẫn phân, bến tàu và thậm chí được trộn vào các quầy thịt. Vậy quá trình giết hại, xử lý thi thể được diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Là một học sinh xuất sắc, có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng Vương Gia Mai đã lựa chọn bỏ học vào tháng 1 năm 2008 sau khi cãi nhau với cha dượng do không muốn mẹ mình phải dựa vào việc nhặt xác để kiếm sống. Cho đến ngày 27 tháng 8 năm 2008, Vương Gia Mai đột ngột mất tích và không liên lạc được. Sự mất tích bí ẩn của cô đã khiến gia đình rất lo lắng và trình báo cho cảnh sát vào ngày 29 tháng 4. Em gái cô nói rằng chị gái mình có nhiều bạn bè bên ngoài trường học và thích kết bạn trên mạng với cả những người lớn tuổi hơn. Vương Gia Mai là một người có vóc dáng nhỏ nhắn, cao 1m49, nặng khoảng 40 cân, tóc đen, mặt vuông, da vàng. Trước khi ra khỏi nhà, cô mặc một bộ quần áo màu đen. Sau khi nhận được thông báo từ người dân, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Khi điều tra từ lịch sử cuộc gọi và qua lời kể của người dân xung quanh, họ biết được rằng Vương Gia Mai đã có khả năng trở thành gái bán hoa và tìm kiếm khách hàng để cung cấp dịch vụ tình dục dưới bí danh Kỳ Mi trên một diễn đàn thảo luận. Liệu Vương Gia Mai có phải là gái bán hoa như sự nghi ngờ của cảnh sát hay không? Nếu đúng thì điều gì đã khiến cô gái nhỏ bé ấy sa chân vào con đường này? Từ phía người thân, cảnh sát biết được hoàn cảnh gia đình Vương Gia Mai vốn thiếu thốn, lại thêm ước mơ một cuộc sống giàu sang, xa hoa của mình, mà Vương Gia Mai sau khi nghỉ học đã lựa chọn con đường trở thành người mẫu và đăng ký khóa học ở một công ty. Họ hứa hẹn rằng sẽ cho cô sự nổi tiếng với những bộ quần áo lộng lẫy, cuộc sống giàu sang mà ai cũng phải ngưỡng mộ, và điều quan trọng nhất là không phải vất vả như mẹ của mình. Một cô gái mới chỉ ở độ tuổi thanh thiếu niên làm sao có thể từ chối được cám dỗ như vậy? Vì vậy mà cô đã chẳng ngần ngại bỏ số tiền đã tích góp được khi đi làm ở quán ăn để đăng ký rất nhiều khóa học tạo dáng, khóa học trang điểm. Phía công ty còn khẳng định sẽ ký hợp đồng và đầu tư cho cô 50.000 nhân tệ, tương đương với 150 triệu đồng. Tuy nhiên, mọi thứ được sáng tỏ khi công ty lật mặt, nói rằng Vương Gia Mai không hoàn thành hợp đồng và yêu cầu cô bồi thường số tiền khổng lồ kia. Mới đầu, Vương Gia Mai không quan tâm đến số tiền này, nhưng khi những kẻ đòi nợ nói rằng chúng sẽ đăng những bức ảnh khỏa thân của cô công khai lên mạng, ở trường và nơi cha mẹ cô làm việc, chúng tấn công tinh thần và đe dọa sẽ giết nếu như cô không trả đủ trong lần gặp tới. Bây giờ, cô gái trẻ tuổi ấy mới bắt đầu cảm thấy lo sợ và tìm kiếm giải pháp. Vương Gia Mai mới chỉ là một cô gái chỉ mới 16 tuổi và hoàn toàn không có khả năng để chi trả khoản nợ này. Để có thể trả hết khoản tiền tưởng chừng như không thể ấy, Vương Gia Mai đã tìm đủ mọi cách để kiếm tiền một cách nhanh chóng. Được một người bạn giới thiệu, cuối cùng cô đưa ra sự lựa chọn là trở thành gái bán hoa. Cô đã quảng cáo bản thân trên các diễn đàn hẹn hò trả phí, và đây cũng chính là sự lựa chọn khiến cô phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Theo nguồn tin của cảnh sát, họ đã tiến hành điều tra lịch sử điện thoại di động của Vương Gia Mai. Được biết rằng khi cô hẹn gặp với một người đàn ông tên Đinh Khải Thái. Một chút thông tin về người đàn ông này. Đinh Khải Thái sinh năm 1984,
Khi anh ta lên 5 tuổi, gia đình 4 người của anh ta đã gặp tai nạn ô tô. Anh ta đã chứng kiến mẹ mình bất mạng ngay tại chỗ trong vụ tai nạn. Đinh Khải Thái cũng bị thương ở đầu. Hậu quả của vụ tai nạn đã gây ra những ảnh hưởng cho anh ta về sau này. Khi bị bắt lấy lời khai, Đinh Khải Thái bất ngờ trực tiếp thú nhận mình là hung thủ giết chết Vương Gia Mai và phân xác cô. Ngay tại đây, chúng ta có một vài câu hỏi, liệu Đinh Khải Thái có chính xác là hung thủ hay không? Nếu người này là hung thủ thực sự thì tại sao hắn lại để cảnh sát điều tra một cách dễ dàng như thế? Hay do lúc nhỏ anh ta bị thương ở đầu? Hãy cùng mình đi tìm hiểu ở những phần tiếp theo để trả lời cho các câu hỏi trên nhé. Đinh Khải Thái khai rằng cả hai đã quen biết trên Internet qua một diễn đàn thảo luận và thấy bài đăng với mong muốn kiếm tiền của Vương Gia Mai. Họ đã hẹn gặp nhau vào ngày 27 tháng 4 năm 2008 tại phòng 2C, tòa nhà Renfa số 39, đường Thạch Giáp Vĩ, Thẩm Thủy Bộ với mục đích sử dụng dịch vụ mua bán dâm và ma túy. Trong quá trình hẹn gặp, Vương Gia Mai đã nói với hắn rằng có người muốn giết cô và cô không thể thoát khỏi chúng. Khi trò chuyện, cả hai người có thể đã xảy ra xích mích không mong muốn và do tác dụng của ma túy, Đinh Khải Thái đã thẳng tay đâm vào ngực Vương Gia Mai để giết chết cô một cách triệt để, tiến hành phân xác nạn nhân nhằm phi tang chứng cứ. Một số nguồn tin chỉ ra rằng kẻ sát nhân đã khai hắn không nhớ gì trong cơn phê ma túy. Chỉ khi tỉnh dậy và thấy nạn nhân đã chết, Đinh Khải Thái mới bắt đầu suy tính và tiến hành phân xác dã man nạn nhân nhằm trốn tội. Lo sợ cảnh sát sẽ điều tra ra hung thủ, kẻ sát nhân đã tiến hành chặt xương, băm nhỏ thịt vào nội tạng rồi xả chúng vào nhà vệ sinh. Phần đầu và cơ thể được cho vào thùng xốp, chăn gạch rồi ném xuống vùng biển gần bến tàu Cửu Long. Kẻ sát nhân ban đầu khai rằng hắn đi bộ từ căn hộ của mình trên đường Thạch Giáp Vĩ đến bến tàu thành phố Cửu Long để phi xác. Nhưng vì hắn phải qua một hầm giao thông trên đường đi khiến cảnh sát nghi ngờ. Cuối cùng, hắn thừa nhận đã bắt tuyến xe buýt Cửu Long 6C đến bến tàu thành phố Cửu Long để bỏ xác. Nếu phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh và rải rác ở khắp nơi, cảnh sát vẫn có thể điều tra ra và hắn sẽ bị bắt. Hắn ta cho rằng khi các bộ phận phân hủy sẽ có mùi, khiến người dân phát giác, từ đó giúp cảnh sát dễ dàng tìm được thi thể. Vậy chỉ có một cách duy nhất để khiến lượng thi thể còn lại biến mất, đó chính là đưa phần thi thể ấy lên bàn cân, biến chúng thành đồ ăn. Từ suy nghĩ điên rồ này, hắn đã trộn tay chân và xương của nạn nhân vào một quầy thịt trong trung tâm mua sắm Thạch Giáp Vĩ gần nhà, giả làm xương lợn. Một phần trong số đó đã được bán cho khách hàng và chủ cửa hàng để tiêu thụ. Điều này khiến các nhà hàng, quán ăn lân cận và nhiều bà nội trợ không khỏi lo lắng khi sợ rằng mình đã sử dụng thịt người trong bữa cơm. Sau khi xử lý tất cả các phần thi thể, hắn bình thản quay trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, vứt bỏ con dao gây án, lau nhà và đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng những vết máu sau cuộc tàn sát đẫm máu vẫn được lưu lại trong hiện trường. Qua lời khai kinh tởm này, cảnh sát sau đó đã tìm thấy DNA trùng khớp với người chết tại hiện trường vụ án. Cho dù hung thủ đã nhận tội, nhưng việc tìm kiếm thi thể của nạn nhân để có chứng cứ kết tội Đinh Khải Thái lại gặp rất nhiều khó khăn do hành vi phân xác và phi tang của hắn. Cần phải chứng minh rằng Vương Gia Mai đã chết để có thể truy tố thành công. Và thi thể của cô ấy đã không được tìm thấy trong ngày nên vẫn chưa chắc chắn 100%. Bằng chứng thuận lợi nhất là tìm các bộ phận cơ thể của cô ấy. Ngoài ra, các bằng chứng như vũ khí giết người, vết thương, cái chết và nguyên nhân cái chết cũng rất quan trọng để truy tố. Vì vậy, cảnh sát đã thu thập chứng cứ trên diện rộng với hy vọng tìm thấy phần thi thể của Gia Mai. Theo China Daily, việc phân xác thành nhiều phần và phi tang tại nhiều nơi cách xa nhau có thể gây khó khăn trong việc tìm kiếm khi các bộ phận bắt đầu phân hủy. Vào buổi trưa ngày 8 tháng 5 năm 2008, đội điều tra tại khu vực Tây Cửu Long đã yêu cầu sự hỗ trợ của các nhân viên thuộc sở dịch vụ thoát nước tại các con hẻm, cống và hố ga tại các đường Thạch Giáp Vĩ từ 37 đến 39 để tiến hành công tác tìm kiếm. Cho đến tối ngày 9 tháng 5, họ đã thu thập được hơn 20 mẫu thịt được tìm thấy dưới lớp bùn trong miệng cống, cách khu vực xảy ra vụ án khoảng 1 km. Đội đặc nhiệm đã chuyển hướng vào vùng biển ngoài khơi thành phố Cửu Long để tìm kiếm phần đầu và thân của nạn nhân nhưng không có kết quả. Vào trưa ngày 10 tháng 5 năm 2008, các thám tử của đội trọng án đã quay lại căn hộ trên phố Thạch Giáp Vĩ để điều tra. Họ tháo bồn cầu trong nhà vệ sinh và lấy đi hai chiếc ghế da và hai tấm chắn phòng tắm. Căn phòng đã bị phá bỏ, các bức tường và ống dẫn cũng được dỡ bỏ để kiểm tra xem có phần thi thể nào không, nhưng hoàn toàn không có dấu vết. Ủy viên cảnh sát lúc bây giờ, Đặng Cảnh Thành, chỉ ra rằng vụ việc rất nghiêm trọng và cảnh sát sẽ tích cực điều tra. Họ hy vọng tìm thấy các phần thi thể của nạn nhân càng sớm càng tốt, đồng thời tiết lộ sẽ cân nhắc cử người đến trục vớt tại bến tàu Cửu Long một lần nữa. Khi đã có được chứng cứ, Đinh Khải Thái sẽ bị đưa ra tòa và kết tội. Cha của tên sát nhân này đã qua đời trước khi hắn chính thức bị kết án do bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Luật sư của hắn cho rằng Đinh Khải Thái bị tác dụng của các chất kích thích giết người khi không đủ tỉnh táo.
Tuy nhiên, Đinh Khải Thái đã chứng minh hoàn toàn tỉnh táo và ý thức được hành vi của mình khi kể lại chi tiết quá trình gây án, cho thấy tội ác ghê rợn của hắn với một gương mặt bình thản và coi đó là chiến công của mình. Cuối cùng, vụ án xét xử tại tòa tối cao vào ngày 27 tháng 7 năm 2009 đã kết tội bị cáo Đinh Khải Thái tội giết người. Thẩm phán Vi Nghị Trí chỉ ra rằng phương pháp phân xác giết người của bị cáo là hành vi cực kỳ man dợ và tuyên án bị cáo tù chung thân theo pháp luật. Nhiều năm về sau, người dân Hồng Kông vẫn nhớ về tên đồ tể man dợ Đinh Khải Thái gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng. Một số nhà tội phạm học chỉ ra rằng vụ án này giống với kẻ giết người rất bình tĩnh Lâm Quá Vân vào thập niên năm 1980. Vậy là kẻ sát nhân cuối cùng đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho tội ác man dợ của hắn đã gây ra bằng mức án cao nhất ở Hồng Kông, đó là chung thân. Mong rằng cô gái đáng thương Vương Gia Mai sẽ được an yên và ở một nơi nào đó cô sẽ được hạnh phúc hơn. Các bạn thân mến, đó là toàn bộ vụ án quầy thịt người gây chấn động Hồng Kông. Nếu cảm thấy hài lòng, hãy cho chúng tớ xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!